Lâu ơi, cái bên luôn nè. Bộ mù không thấy sao còn kêu. Ủa nó đâu rồi cà? Hey hey, em here, em here. Lâu hello. Bà này bà rửng mở ta ơi. Ngồi kế bên luôn mà cũng không thấy nữa trời. Lâu ơi, về ăn cơm. Đây 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 đây, đây đây nè bà nội, nè, nguyên cục thịt mỡ bù thù thù đủ lụ đi em mà còn kêu hoài. Trời đất, khổ bà nội thiệt luôn. Lâu hello, mày đâu nữa rồi? Bà này phải gắn con mắt của bà ở phía sau lưng mới được. Lâu ơi, về hốc cứt kìa. Thôi vậy thôi, thà khỏi thấy. Về hốc cứt. Cứt gì đây ta? Ê bà tôi nhớ tôi ỉa, tôi vô toilet tôi ỉa đàng hoàng chứ đâu phải ỉa bậy bà đâu mà kêu tôi hút cứt. Bà này kỳ quá. Mày đâu nữa rồi Lu? Tôi cũng không biết tôi đâu nữa Lu à. Hay à, thế giới loài người đáng sợ quá. Thôi bỏ tới hành tinh khác sống mới được. À mà thôi tới đó người lạ lạ có ai cho mình ăn. Miễn sao kêu mình gì hút cứt. Hút cứt ai? Con mèo nhà hàng xóm qua nhà mình ỉa mày hút cứt giùm tao nha. Rồi chạy luôn, gì biến cơm tôi nguyện hút cứt mèo cho bà luôn. Hút cho sạch vào nha. Rồi rồi biết rồi, hút thiệt sạch. Nhưng trước khi hút cứt tôi sẽ tặng cho bà một món quà. Bỏ cái tật kêu tôi đi hốc cứt. Ngày xưa Khang ốm tông teo, bây giờ Khang uống như heo thế này. Dạ, xin chào cô chú anh chị em. Ngày xưa Khang rất là ốm. Ốm mà nhìn ốm sơ, ốm sát luôn. Đi đâu ai cũng chê. Nhưng mà kể từ khi Khang sử dụng sản phẩm bột tăng cân Mammut, thì dùng khoảng một tuần đầu tiên là Khang thấy Khang ăn quá trời ăn luôn. Bình thường Khang ăn không nổi một tô cơm, nhưng mà bây giờ Khang có thể làm luôn hai tô cơm một lần. Thì đây, hôm nay Khang xin giới thiệu sản phẩm do bên Khang tự sản xuất, đó chính là bột tăng cân Mammut. Bột tăng cân này nó giúp cho mình ngoài việc ăn được, ngủ được, thì nó còn có công dụng khác, đó chính là chuyên trị về phong tê thấp, đau lưng, nhức mỏi, mệt mỏi và suy nhược. Từ khi dùng sản phẩm này, ngoài cái việc mà ăn uống ngủ nghỉ được, thì nó giúp cho Khang hàng ngày khi mà thức dậy, Khang cảm thấy không có mệt mỏi, không có ngủ nướng giống như lúc trước nữa. Dù như bình thường lúc trước Khang khoảng 10-11 giờ Khang mới thức, bây giờ có thể là 6-7 giờ Khang bật dậy và nó không có cảm giác mệt mỏi, đầu óc rất là tỉnh táo. Cái thứ ba nữa là tay chân của Khang hay bị ra mồ hôi rất là nhiều, nhưng mà từ khi sử dụng bột tăng cân Mammut này, nó hạn chế cái vấn đề đó. Cái vấn đề mà bị đổ mồ hôi tay chân thật sự nó rất là khó chịu. Đi bằng giày dép gì một chút cái là nó ra mồ hôi, và thậm chí chính mồ hôi nó gây ra mùi. Vì vậy hôm nay Khang xin giới thiệu bột tăng cân Mammut. Nếu như cô chú anh chị em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin vào số hotline 0908686222. Đây, bên trong Khang làm một Khang có lót một cái miếng mút rất là chắc trong quá trình vận chuyển. Để biết rõ hơn về cách sử dụng cũng như liều lượng sử dụng như thế nào, thì cô chú anh chị em cứ để lại số điện thoại trên fanpage Thánh Đồng Tiếng hoặc từ Khang, hoặc là qua Zalo 0908686222, hoặc gọi trực tiếp vào đó. Người nhà của Khang sẽ gọi và tư vấn. Lò tăng cân này sử dụng được khoảng 20 ngày. Người lớn thì một ngày 2 muỗng cà phê nhỏ. Trẻ nhỏ từ 8 tuổi đổ lên thì một ngày sử dụng một muỗng mà thôi. Nhưng mà cái sản phẩm này kỹ đang mà vấn đề ai đang bị có tiền sử về huyết áp cao, và thứ hai là ai đang mang thai thì không nên sử dụng, tuyệt đối không nên sử dụng nhé. Rồi, Khang xin cảm ơn rất nhiều. Chúc cô chú anh chị em lúc nào cũng luôn dồi dào tiếng cười và luôn mạnh khỏe. Back again.